Hello, em Trường Anh Ô Tô xin gửi lời chào thân thương đến toàn thể tất cả các cô chú anh chị nha. Hôm nay bên Trường Anh về hơi một con Fiat Senna nè. Con này bản đủ 2.6 anh chị nha. Đồng sơn phong dáng bận cho em nó một cái áo màu vàng két anh chị ạ. À. Đồng sơn đẹp, phong dáng ok luôn. Mâm đúc nha, hai cụm đèn thủy tinh nguyên bản. Dòng xe là một dòng xe thương hiệu đến từ Ý anh chị nha. Đến từ Ý, 52T1986 nè. Đó, bà con coi đồng sơn đẹp chưa? Hai cụm đèn nè, hai cụm đèn thủy tinh nè. Nguyên bản xe không có một dấu hiệu là trầy trụa. Trên con xe đây là có một chỗ này nó bị móp nhẹ ở cái đầu một tí xíu à. Chỗ này để chân anh cho dầm lại. Dòng xe rẻ tiền có mấy chục triệu à. Mua về bà con che nắng che mưa chở gia đình đi chơi rất là ok và rất là thông dụng trên chiếc xe nhé. À, phong dáng của con Fiat Senna nè. Hai cụm đèn đuôi bầu phía sau nguyên bản đầu xe luôn. Đồ đẹp đến từ Ý nha anh chị nha. Đây anh chị ạ. À, hai cụm đèn nè. Nguyên bản đầu xe rin nồi. 52T1986. Con này chủ nhà kết hợp người ta cũng đã lên mâm đúc cho em nó toàn bộ rồi, bốn vỏ mới. Bốn vỏ được 90% anh chị nha. Ghế phía trong nè. Đây anh chị. Đây là phần nội thất phía trong nè. Ốc da hết toàn bộ vô lăng. Dòng này không có dịch vụ taxi cho nên bà con cô bác có thể yên tâm rồi. Sổ sách nè anh chị coi, cẩm nang sử dụng xe nè. Đời này mà chủ nhà giữ được cái chiếc xe này thì phải gọi là quá kỹ. Cái sổ sách lần đầu tiên luôn còn Fiat Senna đây. Tắp lô tắp bi nè. Trang bị lóc khóa mở cửa tự động từ xa hết. Xe không có dấu hiệu ở đâm va cứng đụng cái chiếc xe nhá. Đó, tắp bi cửa cực kỳ là sạch sẽ luôn. Lấy về chạy thôi. Kính chính điện, con này là kính chính điện nè anh chị. Dòng này có trợ lực đầy đủ cho bà con rồi nha. Keo chỉ là không có dấu hiệu đâm va cứng đụng cho chiếc xe đâu. Có trợ lực đầy đủ rồi. Ghế phía trong tương đối là sạch sẽ, nỉ non nguyên bản phía sau nha. Phần tay gối nè. Ghế là không có dấu hiệu mục mọt hay rách rưới gì nha anh chị nha. Đó, phần tắp bi nè. Tắp bi cửa nè. Keo chỉ nè, không có mất phân nào đâu. Đó. Lấy về chạy thôi. Mẫu xe rẻ tiền về phục vụ cho bà con cô bác. Đây anh chị. Dây đai bảo hiểm người ngồi sau đầy đủ cho anh chị rồi nha. Chân nỉ nè. Đó, chân nỉ 1 kg cách gì hết toàn bộ rồi. Vỏ mâm nè. Vỏ tương đối là khá mới, 90% luôn. Lên toàn bộ mâm đúc cho em nó toàn diện rồi. Máy ra hoạt động nè. Đó, tao bị cửa sạch sẽ cho, keo chỉ nè. Không mất một phân nào anh chị nha. Trợ lực lái nè, ngồi một chỗ sau vô lăng nè. Nhẹ tưng. Con này trang bị. Trang bị nè, đầu EP3 nghe nhạc máy lạnh chừng anh đang mở nè. Mở phải có lạnh rồi nha anh chị nha. Đây nè, máy lạnh đang mở nè. Đây là lấy gió trong gió ngoài. Tẩu sạc tàn thuốc nguyên bản luôn. Cái cụ số này nó bị mất nè. Mua cụ số khác đặt vô nha anh chị. Trợ lực lái nè, đồng hồ nè. Đèn đóm nè. Những cái vân gai nách cửa thì coi sạch chưa. Đây là phần nách cửa nè. Nách cửa khá là ok nhá. Đó, phần nách cửa đó. Trần Anh đang quay chế độ 5K. Chế độ truyền hình tốt cho bà con coi luôn. Kính bấm nè, kính phía sau bấm nè. Lóc kính nè. Máy móc êm lắm. Trên đồng hồ nè. Dòng xe bản đủ. Em ru. Mấy chục triệu quay đầu. Đây anh chị coi nè. Em còn nhiều xe và nhiều sự lựa chọn khác nhau nữa để tới tay người sử dụng nha. Ta mê mẫu nào thì alo cho em. Đó, phong dáng đó. Ít tiền che nắng che mưa, tập chạy tập lái cho bà con cô bác. Là quá tuyệt vời rồi. Đây anh chị.
Đây là phần máy nè. Con này 4 máy nha, máy 1.6 nè, 1 2 3 4 nè. Máy 1.6 nè. Xe không lỗi anh chị nha. Boe cả biến đầy đủ trên con xe nè. Biểu từ Boe của chữ Fiat nè. Còn nguyên bản như thế này nè. Hai bên nè. Hai bên sóng thân trụ những cái đinh bấm là không có dấu hiệu đâm va đâu, dầu trợ lực nguyên bản theo xe luôn. Máy nổ cực kỳ là êm. Thắp nhớt nè. Đó. Mua về chạy thôi anh chị ạ. Tập lái mà. Dàn trước là không một dấu hiệu đâm vai cấn đục nha. Màu vàng két, nước giải nhiệt, trợ lực nguyên bản theo xe luôn. Trang bị cho em nó bình khô. Quan trọng là cái này nè. Đây là hộp não nè. Hộp não nguyên bản của con Fiat Senna nè, không có dấu hiệu là thay thế nha. Máy êm lắm, hai bên phần thân trụ. Nhựa nguyên bản theo xe nè, hai bên lường nè. Đẹp như nhau nha bà con. Đây chỉ còn là nắp capo nè. Máy đang hoạt động. Dòng xe này thì đồ đạc nó thay nó mắc hơn những dòng xe khác anh chị nha. Thì dòng xe Fiat mà, thương hiệu của Ý. Mạc tem là nguyên bản rin nè. Đó, dễ mạc tem không? Nguyên bản nguyên rin như thế này. Con này xài 4 máy 1.6. Tem là nguyên bản của con Fiat nè. Ok chưa? Không có dấu hiệu đâm va hai bên nè. Hai bên là keo chỉ từ trên xuống dưới nè. Không có dấu hiệu được cứng đục đâm va trên chiếc xe đâu nha bà con. Rất là liền làng. Form nhán nhỏ gọn. Mua về che nắng che mưa thôi. Quá ok luôn. Đây là phần cốp sau, Trường Anh cũng đã mở phần cốp sau lên rồi nè. Đó, nội thất đầy đủ trên con xe rồi nha. Kính bóng nó toàn diện nha anh chị. Kính phía sau là dán phim toàn bộ là phim cách nhiệt. Phía sau nè. Phía sau cản nè. Cản đuôi cá nguyên bản theo dòng xe Fiat nè. Ngày xưa em nói này hơi bị mất tiền. Giờ em nói trở thành cừu bắp rồi. Có mấy chục triệu quay đầu. Có hiệu đâm va không một dấu tích là cứng đục trên chiếc xe đâu nha. Đó chị, tình nước sơn nè. Đây phía sau còn nước sơn rin nữa nè. Hai bên keo chỉ nó đẹp như nhau nè. Không một dấu hiệu đâm va cứng đụng hai bên anh chị nha. Phía sau này ta trang bị la súp nè anh chị ạ. Đó, nỉ phía sau là trang bị toàn bộ la súp, mạc tem của ghế nè. Còn nguyên bản như thế này. Ok chưa? Lấy về lại chạy thôi. Vỏ đồ Sico nguyên bản của xe nè. Đó, gầm với trâu nè. Không có một dấu hiệu mục mọt đâu nhá. Đam mê mẫu này thì alo cho Trần Anh. Nội thất đẹp, đồng sơn đẹp. Anh chị trải nghiệm cùng phần gầm bệ cùng với em nè. Gầm mới tinh nhé. Đây là phần gầm nè anh chị. Đó, phần gầm của con Fiat nè. Gầm bệ là không có dấu hiệu là mục mọt hay cứng đục nhé. Anh chị thấy chưa? Phần gầm chắc chưa? Chắc cực kỳ luôn. Lấy về là chạy thôi. Ngoài ra không phải làm hay bất cứ một khoản gì nữa đâu nhé. Máy 1.6 cái dòng này có hai phiên bản. Một là máy 1.6, hai là máy 1.3. Máy 1.3 là bạn thiếu, máy 1.6 là bạn đủ anh chị nha. Phân biệt giùm cho Trần Anh mấy cái điểm này. Đăng kiểm tháng 2 năm 2021 nha. Xe này ký rút hồ sơ cho bà con đầy đủ luôn, một lúc nhẹt luôn. Nội thất tắp lô tắp bi liền lẹt, khá là sạch sẽ luôn. Mấy chục triệu quay đầu thôi. Sở hữu ngay con Fiat bên Trần Anh Auto bán ra rồi nha.
form dáng nhỏ gọn đẹp, 5 chỗ, không hết niên hạn, dòng này máy xăng. Con này kim cho bà con cô bác là 7 lít thôi nha, 7 lít trên 100 km thôi, thoải mái luôn. Đó, chị đam mê mẫu nào thì alo cho Trần Anh. Trần Anh bán xẻ con Matiz hàng nhập, form dáng siêu bắc nè, 85 bớt luôn 5 triệu còn 80. Đây là form dáng của con Chevrolet siêu bắc nè. Dòng xe này khá là đẹp luôn, máy móc ok, đồng sơn đẹp, nội thất đẹp nha, lấy về chạy thôi. Bán xẻ nha anh chị nha, 80 triệu, đẹp lắm. Tapi cửa sạch sẽ vô cùng, trước kính bấm, sau là quay tay, hàng nhập khẩu, trang bị túi khí e băng đầy đủ như con xe rồi, keo chỉ là không mất phân nào luôn, đẹp tuyệt vời. Đó, form dáng của con Matiz, form dáng của Sibac đây, đời 2008. Phần ghế sau đó anh chị, đây nè, anh chị có đó rin không? Đó, phía sau xốp theo xe nguyên bản luôn, đẹp cực kỳ, đẹp keng sa beng luôn. Đây anh chị coi vỏ nè, vỏ đồ Sico nhỏ xíu à, nè, thấy không? Vỏ tương đối khá mới, vỏ Sico, vỏ Sico chưa hè luôn, vỏ rin theo xe, vỏ Sico chưa hè luôn nha bà con nha. Có đam mê về mẫu này thì alo cho em. Con này nút đề xa shop, trang bị màn hình cam dê, cảm biến đầy đủ những con xe rồi. Nhiều xe chưa? Nhiều xe và nhiều sự lựa chọn khác nhau nhá. Em vừa về một con Life City. Con Life City này sản xuất năm 2004. Con này siêu rẻ luôn. Con này 140 mấy triệu. Anh chị mua bớt kịch kim cho bà con cô bác luôn nha. Xíu nữa Trần Anh sẽ đăng clip con Life City đời 2004 thì lên cho bà con cô bác cùng xem nhé. Ok chưa? Hai cụm đèn trước hơn sau nè, mới tinh, không một dấu hiệu để chạy xước những con xe. Nhiều mẫu xe rẻ đang chờ đón toàn thể tất cả cô chú anh chị. Một con Ford Everest, một người anh trai đã chốt cọc cho Trần Anh rồi nè. Đây nè, Chevrolet Captiva 2009, một người khách ở Phú Yên, Khánh Hòa vừa lên cũng đã vừa chốt cọc cho Trần Anh con này rồi. Sáng mai anh chuyển tiền anh lấy nha. Xe này cũng bán rồi nè, xe này bán rồi nè. Còn con Life City sản xuất năm 2008 anh chị nha. Con này bên Trần Anh bán giá 165 triệu. Anh chị mua bớt cho anh chị 5 triệu còn 160 triệu. Đồng sơn form dáng về không phải bỏ hơn 1.000 nữa để mà làm chiếc xe này đâu. Bà con coi nè, mẫu xe gia đình, màn hình cam dê đầy đủ những con xe rồi, xe không thiếu bất cứ một khoản gì hết. Con này trang bị là mở cúp điện đầy đủ hết trên chiếc xe rồi nha, đẹp lắm. Mâm đúc, 5 mâm đúc luôn anh chị ạ. Đó, form dáng của em Life City 93 Bình Phước, 93 Bình Phước nhá, đẹp keng chưa. Nhớ đăng ký kênh của em và đừng quên bấm vào chuông thông báo nhé, cập nhật về từng ngày từng giờ về nhiều mẫu xe, về nhiều sự lựa chọn khác nhau đến với tay người sử dụng. Rất là nhiều xe bên Trần Anh bán hết rồi, bán không còn một chiếc nào, nguyên một dàn xe trong salon là chốt cọc hết rồi nha. Cảm ơn anh chị đã rất là tin tưởng Trần Anh, ủng hộ cho Trần Anh nha. Trần Anh cam kết với bà con cô bác mang lại những mẫu xe đẹp và phục vụ cho anh chị thôi, không bán những mẫu xe cứng đục đâm vang ngập nước cho bà con cô bác đâu nhá. Uy tín thì tạo nên thương hiệu anh chị nhá. Xa xa ở cuối chân trời, một con Fiat đứng chờ tại salon Fiat Senna máy 1.6. Con này như sản xuất 21-22 gì đó, bán có 60 triệu mua bớt luôn, bớt luôn vài triệu nha anh chị nha. Rẻ hơn con Matiz, mua về chạy sướng có vẹn lần Matiz nha. Tùm lum xe hết đó. Một lần nữa Trần Anh xin cảm ơn ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại.